Có một chiêu đơn giản thôi, đó là chúng ta tái hiện nó bằng ngôn ngữ của chính mình và chúng ta tư duy lại nó. Tức là một điều rất đơn giản nhưng mà chúng ta cũng tư duy lại nó và chúng ta tái hiện bằng ngôn ngữ của chính mình. Ví dụ đi, ví dụ như bây giờ ai cũng nghe, ví dụ như ai cũng nghe câu là biết đủ thì giàu tối thượng, đúng không? Nhưng mà với chính mình ấy thì mình biết đủ như thế nào, mình có hiểu được rằng là mình cần bao nhiêu không? Tức là chính cái sự diễn dịch lại với chính mình đó, nó khiến chúng ta hiểu sâu sắc hơn, nó khiến chúng ta hiểu sâu sắc hơn. Chính cái việc hiểu sâu sắc nó khiến chúng ta ứng dụng nó rất dễ dàng. Vì sao hiểu sâu sắc nó ứng dụng dễ dàng, chút nữa em sẽ giúp cho anh chị trả lời cái câu đó. Còn bây giờ nhá, chúng ta sẽ bắt đầu thực hành, đó là nhìn nhận những quyết định trong công việc này. Em lấy một cái ví dụ rất là đời thường. Có một người có công việc hiệu quả thấp, lương không cao, chán nản, nhưng mà cứ duy trì không dám nghỉ vì sợ mất thu nhập. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn nhận đa chiều nó nha. Cái nhìn nhận đa chiều là để chúng ta không bị kẹt vào một cái góc nhìn nào cả. Đầu tiên, góc nhìn của mình á, thường một cái người mà hiệu quả thấp á, thì họ chỉ biết được rằng rất là nhiều người cảm thấy một là trách mình, hai là trách hoàn cảnh bên ngoài. Họ cảm thấy được rằng cái công việc hiệu quả thấp này nè là đôi khi là do mình tệ quá, có thể là do mình tệ quá, hoặc là do cái người ta không có trao đi cơ hội cho mình, người ta không có làm này làm kia cho mình. Nhưng mà hai cái trạng thái đó theo anh chị liệu nó có ổn không? Hai cái trạng thái nó có giúp cho chúng ta đi đến những kết quả tốt không? Anh chị suy ngẫm nhá. Còn góc nhìn xã hội ấy, từ những đám đông những người giỏi ấy, thì câu hỏi đặt ra tại sao những người tại sao có những người người ta hiệu quả cao như vậy, và họ làm một cách cực kỳ đơn giản, cuộc sống của họ được thu xếp một cách cực kỳ đơn giản, có phải là họ may mắn hơn mình không, hay là họ có điều gì khác với mình? Các anh chị có bao giờ đặt câu hỏi đó không? Một cái điều rất là thực đơn giản trong thực tế, đúng không? Nhưng nếu mà chúng ta không đặt câu hỏi ấy, thì chúng ta sẽ không bao giờ xác định được rằng thực sự cái người giỏi và chúng ta nó chênh lệch cái điều gì, nó thực sự nó khác nhau cái điều gì. Và chúng ta sẽ không bao giờ học được, chúng ta sẽ không bao giờ bước trên cái hành trình của người giỏi hết nếu chúng ta không có cái trăn trở đó. Tức là nếu mà không có khi nào mà các chị nhìn về một cái người giỏi ở trong cái nghề nghiệp của anh chị, thì chắc chắn chúng ta rất khó để mà bước trên cái con đường. Ngày hôm nay em chưa thấy ai mà giỏi giang trong cái nghề nghiệp của mình mà không có học tập những cái tấm gương đi trước ạ, không có nhìn nhận từ những tấm gương đi trước ạ, hiếm. Và những cái bậc thầy lớn á, người ta nhìn nhận công việc là như thế nào? Tại sao những cái bậc thầy lớn người ta chỉ chọn một số nghề thôi? Vì sao người ta lại chọn cái điều đó? Các anh chị có bao giờ đặt câu hỏi như vậy không? Tức là ví dụ như người ta giỏi như vậy ấy, đáng lẽ người ta phải chọn nhiều nghề chứ. Tại sao người ta chỉ chọn một số nghề? Ví dụ như là chia sẻ những điều tốt đẹp. Ví dụ như là làm bác sĩ, làm nhà khoa học. Đó, vân vân, làm nhà văn hóa, vân vân. Làm giáo viên. Đó. Tại sao người ta lại làm một số những nghề như vậy? Để làm gì? Để chúng ta trả lời cho một điều á, đó là thực sự chúng ta có thể chọn như họ không? Hay là chúng ta có thể chọn khác đi thôi cũng được. Đây là một cái điều mà nếu anh chị nào có cái chiêm nghiệm này, anh chị sẽ thấy được rằng những cái gì mà anh chị đang gặp phải trong công việc ấy, nó không là gì cả đâu, nó rất là nhẹ nhàng. Sau đó chúng ta phân tích mục tiêu là để hiểu sâu và đúng. Ví dụ như chúng ta nhìn vào cái chi tiết ở đây nhé, chúng ta tách ra nhé. Ở đây công việc của hiệu quả thấp, lương không cao, lương rồi vận hành nhân duyên quả. Các anh chị đã thấy được rằng ở đây nhân nhân là ở đâu các anh chị? Nhân ở trong cái bối cảnh này của người này là ở đâu? Nhân ở đâu các anh chị?
Xin mời comment. Nhân ở đâu? Nhân ở trong cái ví dụ này là ở đâu? Cái người này lương không cao, nó có phải là nhân không? Chán nản có phải là nhân không? Đó. Tức là nếu chúng ta không xác định được rằng á, đâu là nhân, đâu là duyên, đâu là quả, thì thực sự á, là chúng ta sẽ sống ở trong một cái mớ bòng bong luôn á. Thực sự là vậy. Có rất là nhiều người rất là mong muốn sẽ giải quyết vấn đề bên ngoài chính mình, hoặc người ta biết được rằng là cần phải nhìn nhận lại chính mình rồi, nhưng mà người ta không đủ quyết tâm, và người ta vẫn mong muốn là bên ngoài nó sẽ dễ hơn để tôi phải nỗ lực ít hơn. Nhưng điều đó là điều rất ít khi xảy ra, rất ít khi xảy ra. Mà nếu nếu mà nó xảy ra, nếu mà một người mà nó được càng được hoàn cảnh trợ giúp, thì theo các anh chị ấy, người đó nội lực nó càng yếu hay càng mạnh? Một người mà càng được ngoại hoàn cảnh trợ giúp thì người đó càng yếu hay càng mạnh? Ngày hôm nay rất nhiều người được hoàn cảnh trợ giúp và thành công, nhưng mà người ta rất vui. Đó là một cái vui mà rất là nguy hiểm. Nên ngày hôm nay tất cả những cái hoàn cảnh thoải mái, các anh chị phải vui, bởi vì mình không ở trong một hoàn cảnh thoải mái. Để làm gì? Để mình biết được rằng mình có cơ hội để bước tiếp, có cơ hội để vững vàng. Và chúng ta nhìn tổng quan cái việc này thì chúng ta sẽ thấy được rằng là thực sự ấy, cái điểm mấu chốt nó ở đâu? Chúng ta đúc kết được cái bài học gì cho chính mình? Ví dụ như chúng ta đúc kết cái bài học ở đây cho chính mình là gì? Ví dụ như chúng ta đúc kết được đó là công việc này nó có thực sự phù hợp với mình không? Kỹ năng của mình nó có đáp ứng được công việc này không? Dẫu dẫu là một điều không phù hợp nhé, nếu mà các anh chị không đúc kết một cách sâu sắc á, thì rất có thể nó sẽ lặp lại. Rất có thể nó sẽ lặp lại. Tức là có rất là nhiều người nghỉ việc bởi vì đơn giản là rằng á, là tôi có mối quan hệ không có hài lòng với sếp và đồng nghiệp. Theo anh chị á, người ta nghỉ việc về điều đó, thì trong tương lai người ta có khả năng là sẽ nghỉ tiếp ở một công ty khác không anh chị? Theo anh chị có. Theo anh chị có. Đó, cứ là không hài lòng với sếp này tôi nghĩ, không hài lòng với đồng nghiệp này tôi nghĩ, tôi cảm thấy làm cái công việc này nó không có gì thú vị tôi nghĩ. Tất cả những quyết định như vậy là những người không có nhìn rõ được bản chất. Mà không nhìn rõ được bản chất thì mọi thứ nó sẽ lặp lại. Ví dụ nhá, một người làm công việc bán hàng nhá, mà người ta không cảm thấy không phù hợp, thì không phải là chúng ta nhìn nhận là tôi không phù hợp với công việc bán hàng không. Một người có sự hiểu biết đó, người ta sẽ nhìn nhận sâu sắc hơn, đó là thực sự cái trải nghiệm gì trong trong nghề bán hàng mà tôi thực sự tôi không thấy phù hợp. Ví dụ nhá, có người không phù hợp ở xu hướng tính cách là bởi vì họ không giỏi ăn nói, họ không giao tiếp bên ngoài tốt, nhưng mà có người ấy thì cảm thấy được rằng nghề bán hàng ấy là đôi khi ấy là vì mình quá nhiều. Tức là mình bán mà gặp cái công ty đó nó ăn lời quá nhiều. Tức là mình không cho phép cái ăn lời kiểu vậy. Thì mình nghĩ mình không bán hàng. Bởi ở đó nó có gian dối thì mình không bán hàng. Tức là nếu chúng ta không đúc kết được ấy, thì các anh chị sẽ biết là những điều nó hoàn toàn có thể lặp lại. Ví dụ như là các anh chị bước tới một cái công việc mới, thì một lần nữa cái vấn đề cũ nó sẽ lại lặp lại. Đây là một cái mà rất là cần thiết trong việc đưa ra quyết định. Tức là khi anh chị làm được điều đó ấy, thì tự nhiên cái đưa ra quyết định này nó cực kỳ đơn giản. Và thậm chí là chúng ta có luôn giải pháp, chứ không chỉ là quyết định nữa. Ví dụ, nếu anh chị làm nghề bán hàng mà cái mấu chốt ở đây ấy, là chúng ta xác định được rằng cái tính cách của mình nó không phải là một người mà có thể giao tiếp một cách hiệu quả, thì chúng ta buộc phải làm những cái nghề nên nên quyết định là rèn luyện thì chắc chắn nó lâu, nhưng chúng ta có thể điều chuyển một chút xem thử được rằng là mình có thể bán theo cái cách của người hướng nội không. Ví dụ các anh chị không phải là người hướng ngoại, các anh chị biết được rằng là có rất là nhiều người hướng nội nó cũng bán hàng rất giỏi, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là mình có thực tập được cái đó không á. Hay
hay là thực sự mình muốn làm một cái nghề khác mà để mình chuyên tâm hơn cho cái tính cách hướng nội của mình. Ví dụ như nghề, ví dụ như những nghề liên quan đến đến nghiên cứu, những nghề liên quan đến những gì mà nó mang tính trọng thôi, ví dụ như những thì lúc đó là nó phù hợp hơn với mình. Chính cái việc đúc kết một cách sâu sắc như vậy á, nó khiến chúng ta tự nhiên đưa ra quyết định một cách đúng đắn. Và ngày hôm nay á, theo anh chị á, tất cả những cái đứa, tất cả những cái bạn trẻ mà tốt nghiệp ra trường, thực sự nó đều cần cái năng lực này hết. Bởi nếu không á, nó sẽ chuyển việc rất nhiều và nó sẽ luôn tìm cầu những cái điều kiện để tìm thấy một công việc lý tưởng. Ở đây ấy, xin mời comment cái số lượng công việc mà các anh chị đã chuyển. Đó, xin mời các anh chị comment số lượng. Em sẽ comment nhé. Em đã chuyển việc 5 lần. Xin mời các anh chị. Các anh chị đã chuyển việc bao nhiêu lần rồi? 0 lần, 2 lần. Đó. 5, 6 lần. Rồi. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta đúc kết được gì thông qua từng cái lần đó. Để chúng ta thấy được rằng á, là thực sự cái khía cạnh nào á, ngày hôm nay nhá, có những người bởi vì thiếu kỹ năng làm nghề nên sinh ra hiệu quả thấp. Nhưng có những người xu hướng tính cách không phù hợp, cái năng khiếu của họ nó không phù hợp. Nhưng có những người cái phẩm chất bên trong nó trái với cái ngành đó. Thì câu hỏi đặt ra ấy, chúng ta có thực sự biết được rằng ấy, nghề của mình nó đang trùng với cái khía cạnh nào không? Đây là điều rất là cần thiết. Em lấy ví dụ nhé. Em là người tiếp đi và tiếp di nhiều. Nên cái việc mà bán hàng, thông qua cái việc mà bán hàng đại trà, thì cái điều đó hầu như nó không hiệu quả lắm. Nhưng mà em bán hàng một cách khác. Em bán hàng bằng việc xây dựng mối quan hệ thân tình với họ và cực kỳ duy trì những cái mối quan hệ đó để tạo ra kết quả. Thì cách bán hàng này với em là ok hơn rất nhiều. Chứ không thể nào em không có đứng lên hô hào này kia các kiểu được. Tức là cách đó không được. Nhưng khi mình hiểu mình ấy, mình vẫn có thể bán hàng, nhưng mà mình bán theo kiểu của mình, nó vẫn tạo ra kết quả. Đây là cái điều rất là quan trọng trong cái việc thấu hiểu chính mình. Rất quan trọng luôn đó, cực kỳ quan trọng. Và ngày hôm nay nếu không hiểu điều này á, thì em tin được rằng á, là cái việc mà chán mà không biết làm sao mình chán, mình chọn được cái nghề mà mình không biết làm sao mà mình, mà cái nghề này, cái trải nghiệm trong cái nghề này nó không phù hợp với mình, mà không biết lý giải nó nằm ở đâu. Mình không có lý giải nó nằm ở đâu. À, ví dụ như các anh chị là một người không có, gọi là không, các anh chị mặn về về kết nối con người hơn, không có mặn về kỷ luật. Nhưng một cái công việc nó yêu cầu tính kỷ luật cực kỳ cao, chúng ta cảm thấy nó bị dội, bị sốc. Thì chúng ta phải nhận ra được rằng chính mình và cái công việc này nó đang bị va nhau ở chỗ kỷ luật, chứ không phải là một cái điều gì đó nó không phù hợp khác. Chúng ta phải nhận ra điều đó, thì từ đó cái quyết định chúng ta mới sáng suốt được. Tức là một là chuyện cải chọn cải thiện chính mình, và hai là chọn điều chuyển. Và quan trọng nhận hơn đó là cái việc mà chúng ta chọn một nghề ấy, thì chúng ta phải thực sự sống với nó. Bởi vì ngày hôm nay các anh chị có thấy được rằng công việc là một cái phần rất là quan trọng của cuộc sống không? Người ta luôn luôn nghĩ được rằng ấy, là tôi làm xong rồi tôi sẽ trở về nhà rồi tôi mới sống. Cái câu hỏi đặt ra, tại sao chúng ta lại không sống trong công việc? Bởi vì nếu không sống trong công việc ấy, theo anh chị ấy, một người mà không sống trong công việc ấy, không sống cùng với công việc của mình ấy, thì người đó có làm hết mình được không anh chị? Theo anh chị là người ta có làm hết mình được không? Ví dụ như một người giáo viên mà không sống với nghề giáo viên, thì người đó có được gọi là một người giáo viên tâm huyết không? Tức là chúng ta phải sống với nó. Chứ chúng ta không thể nào mà nói được rằng ấy, là cái nghề này tôi chỉ cố gắng làm cho xong vậy thôi. Nếu như vậy ấy, thì các anh chị sẽ làm rất mệt mỏi. Nếu như vậy thì sẽ rất mệt mỏi. Đó. Nên đó là lý do mà cái việc mà sống được với nó, sống trọn vẹn với chính mình, sống một cách ý nghĩa với chính cái nghề của mình, nó chính là một trong những cái điều nó mang lại hạnh phúc đây.
Và đây là một cái quyết định, đây là một trong những quyết định mà một đời người cần cần làm nhất. Lý do tại sao em lại đề cập đến nghề nghiệp trong cái thời điểm bắt đầu này nhiều như vậy là bởi vì ngày hôm nay phần lớn thời gian của chúng ta là làm nghề. Phần lớn thời gian trong ngày của chúng ta là làm việc. Các anh chị có thấy vậy không? Các anh chị có thấy được rằng mình gặp gỡ đồng nghiệp của mình nhiều hơn gặp gỡ con mình không? Con mình nó đi học rồi, con mình nó gặp gỡ bạn bè của nó đôi khi nó nhiều hơn gặp các anh chị. Tức là nghề của nó là nghề đi học. Như kiểu nghề của mình là nghề đi làm, mình làm nghề gì thì mình phải sống được với nó. Tức là cái quyết định mà sống được với nghề của mình, hiểu mình và sống được nghề của mình, đây là một điều cực kỳ cần thiết. Đây là một trong quyết định lớn của cuộc đời. Nên lý do tại sao á, mà người ta lại gọi là chọn nghề nghiệp đó là một điều cực kỳ quan trọng ở đó. Đó. Thì cái key ở đây á là thuận với nhân của mình và cái duyên bên ngoài và hướng về kết quả đúng đắn tốt đẹp. Đây là cái key đơn giản như vậy. Em lấy ví dụ trước đây nhá. Thời điểm cái sự không vẹn toàn của em á, nó kéo dài như thế này được anh chị. Em đã học ngành khoa học máy tính và thực sự là không thể không yêu nó đâu. Bởi vì em nhận ra là trong lúc mà em học á thì nè, em đi học tâm lý này, em đi làm thêm rất nhiều và em chỉ học để mà lấy điểm thôi. Và chỉ tới khi mà thực sự làm đồ án thì mình mới tập trung cho ngành khoa học máy tính thôi. Bởi vì mình thấy được rằng á, lúc đó mình không thể đi bán mỹ phẩm nữa, bởi vì lúc đó em bán mỹ phẩm đa cấp, nó tên là Oriplan. Thì lúc đó em nói được rằng là mình không thể đi bán mỹ phẩm nữa, bởi vì lúc này mình phải chọn nghề nghiệp thôi. Lúc đó em đã quyết định là mình sẽ dừng lại để mà làm thật nghiêm túc những đồ án để mình có thể đi làm cái nghề đó, để mình có thể phát triển được với cái nghề này được. Bởi vì mình đã gieo 5 năm rồi, học Bách Khoa lúc đó 5 năm các anh chị, và lúc đó em vẫn ra trường đi làm cho một công ty Nhật Bản và vẫn thăng tiến, vẫn nỗ lực để thăng tiến rất nhiều trong cái khoảng thời gian đó, dù đó là một cái lựa chọn sai từ lúc nhỏ, bởi vì lúc đó có rất là nhiều nguyên nhân khiến lựa chọn sai. Nhưng mà nó đổi lại cho gì, điều gì cho mình? Nó đổi lại cho mình cái bài học cực kỳ sâu sắc khi mà mình trải nghiệm cái nghề đó. Nó đổi lại cho mình có được một khoản thu nhập tốt, tích lũy được một cái lượng tài sản tốt và chuẩn bị cho một hành trang để đi đến một cái nghề khác. Đi đến một cái nghề khác. Nên đó lý do ấy, mà cái quyết định trước đó như thế nào không biết, nhưng mà quan trọng là hiện tại mình chọn điều gì thôi. Bởi vì quá khứ nó không thể thay đổi nữa rồi. Và trước đây em cũng như vậy đó. Các anh chị biết là như vậy á, em mất là 5 năm cộng thêm 3 năm rưỡi, 8 năm rưỡi trước khi mình có một cái lựa chọn mới, đã kiên trì trong 8 năm rưỡi. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ xem hết được rằng á, này, chúng ta mới nói cá nhân thôi nhá. Còn các anh chị xem một cái bậc cổ nhân của Việt Nam ấy, người ta quyết định như thế nào nhé. Đây là một câu chuyện rất nổi tiếng, và ngày hôm nay khi mà tìm hiểu về Tô Hiến Thành á, em thấy được rằng Tô Hiến Thành người cũng là một cái vị thái úy mà có thể gọi được rằng là tầm vóc của người á, chẳng qua là lịch sử Việt Nam của chúng ta nó không phát triển như lịch sử Trung Hoa. Còn nếu mà so ra, Tô Hiến Thành có rất nhiều những đặc điểm mà ngày hôm nay nếu mà so sánh thì chúng ta phải so sánh với một người rất nổi tiếng khác ở Trung Hoa, đó là Khổng Minh. Rất nhiều người ở Việt Nam so sánh Tô Hiến Thành và Khổng Minh, rất là nhiều những cái người mà người ta am hiểu về lịch sử mà em cũng nhìn nhận Tô Hiến Thành đúng là có những cái phẩm chất, đúng là có những cái năng lực mà có thể so sánh với Khổng Minh. Nó so sánh với Khổng Minh, Gia Cát Khổng Minh, Gia Cát Lượng ở trong Tam Quốc ạ. Các anh chị cũng cũng hay biết điều đó khi xem phim đúng không? Thì đây là một câu chuyện rất nổi tiếng này. Tô Hiến Thành là một cái quan đại thần phụ chính của nhà Lý, phụng sự hai triều vua Lý An Tông và Lý Cao Tông. Khi ông lâm bệnh ấy, thì tham chi chính sự lúc đó là Vũ Tán Đường ngày đêm chầu trực, hết mực chăm sóc hầu hạ bên giường. Còn cái quan đại thần Trần Trung Tá lại bận biên thùy bàn việc định giới với nước láng giềng nên ít ghé thăm, kể cả Tô Hiến Thành sắp mất. Khi bệnh tình càng nguy kịch á, thì Thái hậu mới đến thăm và có dò hỏi: nhỡ khi trời bắt ông đi mất thì ta có thể cắt ai thay ông được? Tô Hiến Thành đã không do dự mà trả lời: hãy cử Trần Trung Tá.
tức là cử cái người ở biên thủy á. Thái hậu thấy vậy mới hỏi rằng: Trung tá mãi mê công danh mà Tán Đường là ngày đêm bên cạnh, sao ông không cất nhắc Tán Đường? Tôi hẳn mới đáp: Vì Thái hậu hỏi người thay tôi thì tôi mới nói là Trần Trung tá, chứ nếu mà nói người quên mình vì bạn, vì nghĩa tình mà chăm sóc nhau thì tôi phải nói đến Tán Đường chứ. Các anh chị thấy ở đây ấy, nó có một cái rất là quan trọng trong việc ra quyết định, đó là nó vượt thoát được cái tình riêng. Các anh chị thấy không? Nó vượt thoát được cái tình riêng. Ngày hôm nay á, nếu mà Tô Hiến Thành ra quyết định đó là thôi cử cử Vũ Tán Đường đi, chọn Vũ Tán Đường đi, thì ông hoàn toàn không có bị gì cả, bởi vì ông làm rất là hợp tình hợp lý, đúng không? Đây cũng là một người đang ở cạnh mình mà cũng là người có khả năng đó. Tuy nhiên cái người ở xa ấy, người đó có khả năng hơn cơ, nhưng mà người ta chấp nhận điều đó. Có nghĩa là rằng cái việc mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta quyết định mà nó vượt thoát khỏi cái bối cảnh cá nhân đó này là một cái điều rất là quan trọng, để làm gì? Chúng ta hướng về điều đúng đắn mà nó không bị ràng buộc. Chứ câu hỏi đặt ra ấy, ví dụ nhá, ngày hôm nay ấy, các anh chị vừa rồi cũng đọc những cái câu chuyện về chuyến bay giải cứu này kia đúng không? Đó. Thì câu hỏi đặt ra, nếu mà người thân của chúng ta, gia đình, người thân trong gia đình của chúng ta cần 200 triệu, mà bây giờ người ta hối lộ cho chúng ta 200 triệu mà không ai biết hết, thì câu hỏi đặt ra có bao nhiêu người có thể sẵn sàng mà từ chối nổi? Là bởi vì chúng ta lúc đó chúng ta chỉ thấy cái lợi trước mắt thôi. Chúng ta chỉ thấy rằng là nó đáp ứng được cái tình riêng của mình thôi. Nên đó lý do mà một cái quyết định mà nó vượt lên tình riêng á, là một mà nó hướng về sự sáng suốt á, đây nó cho thấy được rằng thứ nhất cái sự hiểu biết của người này nó hướng về tính đại đồng, mà tính chính về tính đại đồng này nó mới xây dựng xã hội và xây dựng cộng đồng tốt, đúng không anh chị? Anh chị thử tưởng tượng đây, bây giờ ấy, anh chị có một cái đứa con mà anh chị là giám đốc, anh chị tuyển nó vào mà nó không đủ năng lực, theo anh chị ấy, đó là hại cho công ty hay làm tốt cho công ty đó? Nhưng mà con của mình mà nó tốt nghiệp xong rồi, bây giờ cất nhắc vào công ty của bố làm, trao cho nó một cái chức tương đối tốt, cho mà nó một cái mức đãi ngộ, đó là điều hết sức bình thường, đúng không? Nhiều người còn nói ấy, nhiều người đó sẽ còn nói ấy, trời đúng là anh đã dọn sẵn đường cho con đi, anh đúng là number one, anh đúng là quá hay. Nhiều người sẽ còn khen như vậy nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì họ nhìn thấy dưới góc nhìn cá nhân là bạn đã giúp đường cho con, không phải vất vả để xin việc, đúng không? Ngày hôm nay xin việc kiếm sống này kia nó vất vả đó, người ta nói như vậy đó. Tức là cái quyết định này mình nhìn qua thì nó thấy nó đơn giản, nhưng mà khi anh chị xoáy sâu vào trong đời sống á, các anh chị sẽ thấy được rằng nó khó rất nhiều, nó khó lắm đó. Ngày hôm nay các anh chị thấy cái việc mà cạnh tranh lương thưởng ở công ty ấy, nó nhiều không? Nó hay xảy ra không? Cạnh tranh danh lợi lương thưởng này, chúng ta vì sao chúng ta cạnh tranh danh lợi lương thưởng? Là bởi vì rất nhiều người lấy trong đó cái động lực ấy, là tôi phải giành quyền lợi về cho gia đình của tôi và bản thân tôi. Trước đây khi mà em phỏng vấn cái việc mà khi mà em phải duyệt chi lương cho rất nhiều người á, hiện tại ở BKM cũng đang duyệt chi lương cho rất nhiều người đấy, thì lúc đó các anh chị biết là có rất là nhiều những cái vụ kiện tụng, tức là sau khi duyệt cho người ta là xong lương á, người ta kiện và thường là giải quyết rất phức tạp và mất thời gian, và hỏi vì sao mày kiện vậy đó. Nói là em cũng biết là em làm việc không bằng ông kia, nhưng mà thực sự ấy, em muốn là em dư ra một chút để em mang về cho vợ con em đó, người ta nói như vậy. Đương nhiên lý do mình không nói lý do đó là sai gì cả, tuy nhiên nó đôi khi nó đánh mất luôn một cái sự quân bình trung dung, nó đánh mất đi cái điều đúng đắn để làm lợi lạc cho lớn hơn. Nếu mình thực sự vì vợ con á, thì mình có thể hỏi để vay mình, và mình có thể nỗ lực trong những tháng tiếp theo để tốt hơn. Chứ nếu mình giành giật những quyền lợi không phải của mình ấy, thì đó là một điều thực sự á, đôi khi á,
nó là cái tốt trước mắt mà nó lại hại trong dài hạn đó. Đó. Đây là một cái mà các anh chị làm nhìn nhận cuộc sống nhiều á, các anh chị sẽ thấy được rằng điều này rất hay xảy ra, rất hay xảy ra. Rồi, ở đây chúng ta có một cái lời giải từ một, có thể gọi là một thánh nhân, tức là một người, đây là một lời giải của Lão Tử, nó có tên, nó là đó là người giỏi ấy, là thầy của kẻ dở, mà kẻ dở là gương soi của người hay. Tức là ngày hôm nay ấy, ngày hôm nay trên một cái tiến trình ấy, ví dụ như trước đây khi chúng ta là kẻ dở, khi chúng ta là người dở, tức là chúng ta là người chưa giỏi ấy, hoặc chúng ta là người mà cái nội lực của chúng ta nó chưa lớn, phẩm chất của chúng ta nó chưa cao á, chúng ta có thực sự xem những cái người mà tốt hơn chúng ta là thầy không? Bởi vì thực sự nếu mà chúng ta xem họ là thầy ấy, thì chúng ta mới dễ học được họ từ họ. Bởi vì em thấy một điều ngày hôm nay nó rất dễ xảy ra như thế này. Bởi vì cái tôi cá nhân đó, ví dụ như các anh chị là một người không phải là một người tư duy tốt, thì đôi khi ấy, chúng ta lại sợ những người tư duy tốt. Tức là chúng ta thấy được rằng chúng ta thấy họ là chúng ta sợ, bởi vì chúng ta thấy chúng ta không có dám đối diện với cảm giác bị thua. Và chúng ta sợ là người ta sẽ chỉ trích mình. Chúng ta sợ là người ta sẽ gây sức ép mình. Ví dụ như các anh chị là một người không quá kỷ luật đó, thì các anh chị sẽ sợ những người kỷ luật cao. Chúng ta sợ chạm trán với họ, chúng ta sợ đụng độ họ. Thì câu hỏi đặt ra, nếu mà chúng ta sợ cái điều đó, thì câu hỏi làm sao mà chúng ta có thể đến bên cạnh họ mà học họ được. Nên em thấy một điều ấy, là trong một doanh nghiệp ấy, các chị có thấy được rằng là rất nhiều những người giỏi, thì cái người đến cạnh ấy, mà để nịnh này kia thì có, chứ người mà đến học hỏi một cách chuyên tâm ấy, theo anh chị ấy, cái số lượng được người đó nhiều không? Cái người mà ở trong doanh nghiệp mà sẵn sàng rất là khiêm hạ mà đi học những người giỏi ấy, theo anh chị số lượng đó nhiều không? Đó các anh chị thử quan sát đấy, xem thử nó nhiều hay ít. Với em cảm thấy là nó rất ít luôn á, nó ít lắm, ít đến nỗi mà em phải ngạc nhiên luôn á. Ôi, cái công việc này, cái người này là ngon như thế này mà tại sao không có đến hỏi người này thì hỏi ai nữa? Đó. Và điều quan trọng đó là khi mà chúng ta là người dở thì chúng ta có đủ tính cầu thị như vậy không ấy? Khi chúng ta là người dở, chúng ta có xem thầy người giỏi là thầy của mình không ấy? Đó. Và khi chúng ta đã trở thành cái người hay rồi á, thì ngược lại, chúng ta có xem người dở là gương soi của chính mình không á? Tức là lúc này có tự chúng ta có tự cao kiêu mạn không á? Lúc này chúng ta có sẵn sàng nâng đỡ người khác không ấy? Nói như Nam Cao á, là người mạnh là người có thể nâng được người khác trên đôi vai của chính mình. Các anh chị có nhớ cái điều này, cái câu này trong văn học không? Nam Cao nói rằng là người mạnh là người có thể nâng được người khác trên đôi vai của chính mình. Nếu ngày hôm nay các anh chị là một người giỏi ấy, mà theo các anh chị đào tạo được cho 10 người, không cần là hết năng lực của anh chị, bởi vì hết năng lực của anh chị nó lâu lắm, nhưng mà bày cho người ta tiết kiệm rất nhiều nguồn lực, thì theo anh chị ấy, đó có là một cái điều mà nó tạo ra kết quả tốt đẹp trong dài hạn không? Các anh chị có thấy điều đó không? Nếu mà các anh chị luôn sẵn lòng bày cho người ta tất cả những gì các anh chị có bằng một cách dễ nhất có thể. Trước đây ấy, em vấp phải một cái chướng ngại, đó là khi em biết rồi á thì em bị một cái nỗi sợ, tức là khi lúc đây khi mình hiểu nó chưa sâu sắc á, là mình sợ điều gì biết không anh chị? Đó là mình sợ người ta sẽ biết và người ta sẽ vượt qua mình, và đây là một cái quyết định rất là tồi. Em thấy đây là một quyết định rất là tồi. Nó tồi là bởi vì sao? Là bởi vì rồi nó chả ai chia sẻ với mình cả, bởi vì mình không có chủ động chia sẻ với người ta, mình cũng không có chủ động cho đi những điều tốt. Nên nên là đôi khi ấy, có những thứ ấy, mình học nó rất mất thời gian, mình rèn luyện nó rất mất thời gian, mà nếu ấy, mà người ta đã giỏi rồi ấy, mà người ta bày cho mình ấy, thì theo anh chị ấy, người ta đã giỏi rồi mà người ta hiểu cái quá trình là mình khó khăn như thế nào ấy, theo anh chị người ta bày cho mình có tiết kiệm nguồn lực không anh chị? Theo anh chị mình có tiết kiệm thời gian và nguồn lực không? Có tiết kiệm không? Tiết kiệm lắm, nói thật đấy. Có những việc á mà người ta bày cho mình á, nó tiết kiệm vô cùng. Trời, nó mình tưởng nó khó đúng không? Mình ngồi lọ mọ làm mấy ngày, người ta bày một lúc xong luôn.
Và em nói chừng khi mà em cởi bỏ cái này á thì rất là nhiều người bày cho mình, rất là nhiều người bày cho mình, nên đây là lý do mà cái quyết định mà mình học tập những người giỏi, đây là một cái quyết định lớn lắm. Chỉ cần người giỏi hơn mình thôi chứ không không cần phải là thầy. Ví dụ như anh chị thấy được rằng người đó là một người mà đến nỗi mà em thấy như thế này thôi mà cũng phải học này, đó là trước đây là em cảm thấy được rằng đây là những điều không cần phải học, nhưng đến bây giờ em thấy điều này cũng cần phải học này, đó là cái người mà ai cũng đến nói chuyện với người đó hết, ai cũng sẵn sàng mà gọi là ai cũng sẵn sàng mà kết nối với người đó, và ai cũng sẵn sàng, cái người đó là cái người mà rất được lòng người khác, cái người mà y như kiểu rằng là người ta là một người mà có thể gọi là một cái trung tâm để mà có thể gắn kết nhiều người. Trước đây em nghĩ được rằng á, thôi ông cứ làm việc tốt của ông đi chứ, tôi làm việc tốt của tôi tự nhiên là mọi thứ nó tốt. Không, cuộc sống của chúng ta nó không hoàn hảo như vậy, mà có những lúc người này yếu người kia mạnh, chứ chúng ta không phải lúc nào cũng mạnh, nên nó lý do mà cái sự kết nối gắn kết và giúp đỡ nhau là rất quan trọng, rất quan trọng đó. Điều này là điều mà nếu anh chị chiêm nghiệm ở trong tổ chức của mình ấy, mà ngay cả gia đình của anh chị, các chị xây dựng được cái điều này ấy, sẽ cực kỳ tuyệt vời luôn, cực kỳ tuyệt vời luôn á, cho cái đội nhóm của mình á, sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng giúp đỡ. Bởi vì có lúc thì người này mạnh nhưng mà có lúc người người này lại yếu, thì câu hỏi đặt ra tại sao chúng ta lại không giúp đỡ. Có những người là chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật nhưng họ lại rất gà mờ trong cái việc là đi thương lượng với người khác. Điều này là điều mà em đã trải nghiệm rất nhiều. Có rất nhiều người giỏi bán hàng nhưng bây giờ nói làm một cái file Excel để cho ra ngô ra khoai á, đôi khi họ làm được, đôi khi kêu họ viết công thức, em thấy được rằng viết công thức Excel nó đơn giản như vậy đó, nhưng mà kêu người ta làm được, người ta làm được, người ta làm không có giỏi bằng mình. Thì đó là những cái mà chúng ta buộc phải chiêm nghiệm để mà nhìn thấy cái điều này, để mình hiểu á. Thì lúc này này, hiểu cái điều này á, các anh chị sẽ gạt đi rất là nhiều thứ nha. Thứ nhất, mình sẽ không xem mình tài giỏi, mình tự mãn, mà cái điểm mình yếu á, mình cũng không bị tự ti. Mình nhìn cái điểm giỏi của người khác á, thì mình muốn học, mà mình nhìn cái điểm dở của người khác á, thì mình cũng không chê trách. Đây là một trong những cái mà các anh chị làm được như này, thì em nói thật đó, đó là tự nhiên ấy, cái ranh giới của chúng ta nó tự nhiên nó phá đi dần, nó phá đi dần, cái mối quan hệ của chúng ta nó dễ hơn nhiều, nó dễ hơn rất nhiều, nó dễ hơn rất nhiều đó. Rồi thì cuối cùng ở đây muốn chia sẻ với các anh chị đó là cái key ở đây ấy, key quyết định ở đây này, anh nằm ở đây, anh nằm ở cái nhân cốt lõi này, nhằm cái nhân cốt lõi này, tức là tất cả những gì chúng ta có về về những lời dạy, về cái năng lực hiện tại của chúng ta, những cái khó khăn, cái quyết định của chúng ta phải là cái quyết định mà đào luyện chính mình á. Nãy giờ các anh chị thấy đó, tất cả những quyết định này đều là những quyết định mà nó để đào luyện chính mình không ạ? Nó để rèn cho mình hướng về cái nhân của mình và hướng về cái lợi ích cho người khác. Nó hướng về cái lợi ích cho người khác. Đây, các anh chị thấy khi nãy tôi hiến thành không? Rồi quyết định ở trong công việc không? Nếu cái người mà chán nản này kia mà không cải thiện á, thì xem như á, không có một quyết định mới á. Theo anh chị, một người mà hiệu quả thấp mà đang chán nản mà vẫn duy trì như vậy, không có thay đổi, không có quyết định gì đổi mới, theo anh chị, người đó có đạo đức với tổ chức không? Nếu anh chị là chủ, anh chị thấy người đó có đạo đức với tổ chức không? Một cái người mà hiệu quả thấp, họ làm việc thì chán nản đó, mà vẫn tiếp tục duy trì, họ không có nghĩ, họ cũng không có thay đổi gì, theo anh chị ấy, theo anh chị người đó có đạo đức với tổ chức không? Thậm chí có đạo đức với chính họ không? Đó, đây là một điều mà chúng ta rất là cần phải chiêm nghiệm luôn đó. Bởi vì đơn giản thôi, mình có làm điều tốt cho chính mình không? Và điều làm tốt cho người không? Nghe qua thì có vẻ đơn giản đúng không? Nhưng mà thực sự làm được điều đó nó không đơn giản đâu nhé. Nó không đơn giản đâu.
Trước đây em khi mà em bắt đầu thực tập á, em cảm thấy nó khó khăn vô cùng. Tức là tại sao mình có thể giúp được một cái người yếu hơn mình mà cái người ngang mình và bằng mình ấy, mình rất là khó giúp họ. Bởi vì những cái chướng ngại nó đến lớn lắm. Mình sợ người ta hơn mình sợ mình nói ra mình yếu. Đó, nên nói lý do á, mà anh chị mới nhìn thấy đó. Cái quyết định sáng suốt này nó đến từ một cái tư duy và một cái nhận thức đúng đắn. Ví dụ như là rằng á, cái nhận thức đúng đắn để làm sao để mà chúng ta thấy được rằng chúng ta cởi trói được chính mình, đó là chúng ta thấy được rằng mình sống ấy, mọi thứ nó trên một tiến trình nhân quả thôi. Nếu mình gieo điều đúng ấy, thì cái phẩm chất của mình nó càng tăng trưởng, và càng tăng trưởng ấy, thì cái quả của mình nó càng lớn. Chứ không phải là mình gieo điều đúng rồi mình sợ cái quả nó không tốt. Chứ ví dụ như bây giờ mình dạy một cho một người, mình chia sẻ một điều tốt đẹp cho một người, mình bày hết kinh nghiệm của mình cho một người, nếu mà người đó giỏi hơn mình á, theo anh chị đó là một điều đáng chúc mừng hay không đáng chúc mừng? Đó là một điều tốt hay không tốt? Mình dạy cho một người mà người đó người ta tốt, người ta vượt qua mình luôn, thì đó là một điều tốt hay không tốt các anh chị? Đó, tốt. Các anh chị đừng có sợ là người ta không có ghi ơn mình. Người ta chắc chắn sẽ ghi ơn mình, dẫu là người ta đôi khi không có, người ta đôi khi người ta không có quay lại trả ơn cũng được. Mình cần gì phải người ta trả ơn, người ta đang làm lợi cho người khác mà. Thay vì người mình làm việc tốt ấy, thì người ta làm việc tốt cho mình. Đó. Y như kiểu rằng các anh chị muốn con hơn cha là nhà có phúc ngày hôm nay ấy, các anh chị đang làm sếp đúng không? Hãy đặt cái mục tiêu á là sếp là nhân viên phải giỏi hơn sếp, hãy sẽ giỏi hơn sếp trong tương lai, thì các anh chị sẽ khiến cho đội ngũ của mình nó đi một cách rất là khác liền. Nên nó lý do á, mà cái nhận thức và tư duy đúng đắn á, nó phá rất là nhiều những cái ràng buộc của chính mình, nó giúp cho mình sống và làm điều đúng đắn mà rất đơn giản đó. Bởi vì rồi các anh chị sẽ đứng trước rất là nhiều những quyết định khó khăn nữa, mà các anh chị mà quyết định mà nó không hợp lý á, thì rồi các anh chị sẽ thấy được rằng mọi thứ nó càng vất vả. Ví dụ nha, ví dụ như bây giờ các anh chị có nên kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu không? Đó, chúng ta luôn luôn cảm thấy được rằng á, mình chưa đủ tiền để cho bố mẹ mình phải cần nhiều tiền hơn nữa. Nhưng mà thực sự á, bố mẹ mình ấy, báo hiếu có cần nhất thiết phải nhiều tiền không, hay là cần thêm cái gì nữa? Nghe qua hỏi thì bắt đầu anh chị sẽ tư duy đúng không, nhưng mà nếu không hỏi ấy, thì chúng ta cứ đều đặn làm như vắt chanh vậy thôi. À đây, bố mẹ đang thiếu bao nhiêu, đọc số tài khoản chuyển cho, rồi tháng này bố mẹ đi bao nhiêu cái giỗ, rồi tháng này có cho ai không, có cần thêm tiền không, nói chuyện đó. Rồi anh chị, em không phủ nhận là không chuyển tiền nhá, vẫn chuyển, nhưng mình có đang ghim vào trong đầu ấy là mình chuyển thật nhiều là ok không, và cứ kiếm thật nhiều mà chuyển rồi rồi cứ nghĩ được rằng ấy, chuyển là xong trách nhiệm rồi đó, chuyện là xong rồi, tháng này chuyển cho bố mẹ rồi, khỏe quá trời. Tức là nếu nó không có một cái sự sáng suốt ấy, các anh chị sẽ thấy được rằng là chúng ta rất dễ bị cuốn theo những cái thói quen ở bên ngoài. À, rất là nhiều những cái thói quen ở bên ngoài, rất là nhiều những cái quy định quy chuẩn mà đôi khi á nó bóp nghẹt những thứ khác đó, rất là nhiều thứ. Làm sao để sống một ý nghĩa và cống hiến khi chưa giàu? Khi chưa giàu mà chúng ta muốn sống ý nghĩa và cống hiến thì làm thế nào? Đó, các anh chị có muốn trả lời câu hỏi này không? Khi chưa giàu thì làm sao để sống cống hiến và ý nghĩa? Đó. Thì điều quan trọng nhất là mình nhìn vào nhân ấy, thì mình sẽ thấy được rằng á, đó là nếu chúng ta nghĩ được rằng ấy, sống cống hiến là phải dùng tiền ấy, thì mình sẽ bị kẹt vào đó, mình sẽ bị kẹt vào tiền. Mình sống ý nghĩa là kẹt vào, mà cần tiền, nhiều tiền ấy, thì mình sẽ bị kẹt vào tiền. Còn trong khi á, theo anh chị á, hỏi một câu đơn giản thôi, đó là nếu ngày hôm nay mình hiểu biết hơn, mình có nhiều tình thương hơn, mình nhiều nghị lực hơn, ngày nào mình cũng cảm giác được rằng á, mình hiểu
mình rèn luyện để mình hiểu biết hơn á. Thì theo anh chị ngày đó có phải là một ngày ý nghĩa không? Giây phút đó có phải là giây phút ý nghĩa không? Giây phút anh chị đang hiểu ra một thứ gì đó mới này, giây phút đó có ý nghĩa không? Đó. Giây phút mà chúng ta đến với con của mình á, mà chúng ta yêu thương nó một cách rất là chân thành và nó cũng rất là chân thành với mình đấy, giây phút đó nó có ý nghĩa không? Đó. Thì chúng ta cần phải nhìn nhận trở lại để chúng ta hiểu sâu, thì lúc đó chúng ta sẽ quyết định nó rất chính xác, nó rất chính xác. Còn không á là chúng ta sẽ dễ bị cuốn liền. Thì cái quyết định đúng đắn á nó chỉ là kết quả của cái nhận thức và tư duy đúng đắn thôi, nó chỉ là kết quả thôi, nó chỉ là kết quả của nhận thức tư duy đúng đắn đó. Tức là quan sát và đúc kết theo nhân duyên quả và nhìn nhận dưới cái nhìn của chánh kiến đó. Nên anh chị nào mà chưa có vững vàng chánh kiến đó, thì anh chị phải phải học lại chánh kiến, phải rèn lại chánh kiến đó. Em lấy ví dụ cho anh chị một cái này nói qua nhanh này, đó là ví dụ như anh chị lo lắng về thiếu tiền nhá, nguyên nhân là bởi vì lúc nhỏ nó bị bất an vì nghèo nên là muốn giàu có để an toàn. Đây em trên tiến trình này đây, làm thêm việc để kiếm nhiều tiền thì mục tiêu á, là có được trạng thái giàu có hơn thôi đó. Nhưng có nhiều người á, sẽ làm tốt hơn, đó là lo lắng về thiếu tiền á, thì họ cũng thấy là lúc nhỏ bất an muốn giàu có để an toàn, nhưng mà họ họ gieo nhân khác, gieo nhân đó là rèn kỹ năng cho nó thuần thục chứ không phải là cố gắng làm thêm nhiều việc nữa, đổi thời gian để lấy tiền, đổi sức khỏe để lấy tiền. Họ rèn kỹ năng cho thật tốt, sống đơn giản để biết đủ, thì cuối cùng ấy, họ không những là có trạng thái giàu có mà họ còn tự tin vào bản thân mình nữa, và họ có cảm giác đủ đầy vui tươi bởi vì mình sống đơn giản nên là mình cảm thấy nó đủ đầy. Còn cái gì sống phức tạp quá nó thấy nó không đủ đầy nổi đâu. Nhưng mà có một người á, dưới cái nhìn của chánh kiến á, thì người ta còn quyết định nó sáng suốt hơn nữa, đó là người ta lo lắng về thiếu tiền đúng không, nhưng mà họ thấy được rằng á, đây cái nguyên nhân gốc rễ là mình dính mắc vào quá khứ và mình mong cầu ở hiện tại nó như ý mình. Tức là mình dính mắc vào quá khứ là quá khứ của mình nó nghèo nên bất an, mình dính mắc vào đó và mình mong cầu hiện tại á, là đừng có nghèo nữa. Thì cái đó đầu tiên là mình phải xử lý tâm mình đó. Cái quyết định đầu tiên là quyết định xử lý tâm mình, bởi vì theo các chị á, chúng ta không thể giàu trong 1 phút 1 giây được, nhưng chúng ta có thể bình an trong 1 phút 1 giây được khi chúng ta xử lý xong tâm mình. Chẳng lẽ chúng ta lại đợi cho tới khi mình có tiền rồi mình mới bình an, mình mới hết lo lắng, thì lúc nào mới bình an nổi? Nên đó lý do mà cái quyết định dựa trên chánh kiến á, người ta sẽ thấy điều đó, người ta sẽ xử lý tâm mình trước, sau đó người ta mới gieo nhân đúng, mới gieo nhân đúng và đúng dựa trên chính mình này, chọn một cái nghề nghiệp đúng đắn dựa trên chính mình và làm vừa hạnh phúc vừa vừa có được kết quả, và rồi tự nhiên á, cái nội tâm nó vững chắc và sống an nhiên trước mọi hoàn cảnh, dù là thiếu tiền, dù là giàu hay là chưa giàu. Thì lúc đó mình mới là thực sự là một người tự do chứ. Chứ theo anh chị á, một người mà vẫn lo lắng dù chưa giàu á, thì làm sao mà được gọi là một người tự do được. Đó. Nên anh chị nào mà cảm thấy được rằng cái quyết định dựa trên chánh kiến á, là một cái quyết định rất khác, xin mời comment số 1 lên khung chat giúp em. Nếu anh chị hiểu được điều này, xin mời comment số 1 lên khung chat giúp. Ok. Đó. Tức là nó rất khác, nó khác hoàn toàn. Và nó khiến cho chúng ta đưa đến một cái sự vững chãi rất lớn. Cái sự vững chãi này nó đến từ trí tuệ, chứ không phải là cái sự vững chãi này do chúng ta ép mình vững chãi. Chúng ta cố gồng lên để vững chãi. Không, chúng ta không gồng. Không cần gồng gì hết. Mà chúng ta vẫn bình thản vậy thôi. Rồi.